Chiều hôm nay bán kết. Nguyễn Xuân Lý. Cảm ơn em Mạnh Dũng Hùng. Chào tất cả mọi người đang xem trận bán kết giữa Lê Quốc Diệm và Nguyễn Xuân Lý. Không biết thế nào Mega Coco dẫn cao, bây giờ Diệm đổi lên 8-9 rồi. Tùng gặp Thành chưa? Chưa con. Tùng Thanh Nguyễn chào cháu. Vâng, anh Đặng Thanh Kỳ hay lắm, trận đấu hay lắm. Và ván thứ nhất, Nguyễn Xuân Lý thắng. Xin chào Mạnh Cư Phạm. Chào em Hoan Trần. Chào tất cả mọi người đang theo dõi trận đấu bán kết giữa hai vận động viên Lê Quốc Diệp và Nguyễn Xuân Lý ở trận bán kết thứ hạng Nam A. Chào Lê Hà. Người rồi. Chào cháu MC Nguyễn Việt Hồ. Vâng, chào em Hoan Trần. Hãy
đây là một trận đấu rất hay của giải năm nay. Vâng, chào cháu Nguyễn Việt Hồ. Chào em anh Nguyễn. Đây là hai vận động viên A, Nam A1 của tỉnh Đắk Lắk. Ây trời, chưa Mạnh Dũng Bùi ơi. Cái này cho Giang vô thì hay. Đóng vào chung múa thì trên đài cười chết. Chào tất cả mọi người đang xem trận đấu của chúng tôi. Chào em Lê Đức Thuận. Em cổ vũ cho Diệp Lê Quốc Thị Kìa. Diệp Lê Quốc ơi hả? Bạn Diệp đang 48 Lê Đức Luận ơi. Xin chào em Huỳnh Thanh Thủy, Huỳnh Thị Thanh Thủy. Xin chào Tô Minh Lại. Tô Minh Lại hay là Tô Minh Lại cho em. Và bây giờ Xuân Lý đã lên điểm 10 ở ván thứ hai. Mười sáu. Thank you.
Lê Quốc ơi hả? Anh Diệp đang thua 2-0. Diệp không hết là thấy thua rồi. Trần Ngọc Thăng chào em. Thảo Giang Tiến thi đấu tại bảng số 1. Nguyễn không thấy Sole à? Hay quá, cho bóng khó ghê. Hay quá, hay quá Lý ơi. Nguyễn Xuân Lý là huấn luyện viên tại câu lạc bộ Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk. Và em cũng là một vận động viên trưởng thành từ một học sinh năng khiếu của tỉnh Đắk Lắk. Chào em Trần Anh Điệp, Phạm Tống Thi Văn chào em. Chào tất cả mọi người, một chiều chủ nhật vui vẻ. Và không quên cổ vũ cho các vận động viên của chúng tôi đang thi đấu trong chiều hôm nay. Khánh định đứng rồi. Chiều thi đấu của ngày thứ ba. Và chiều hôm nay các trận đấu diễn ra, những trận đấu rất kịch tính và rất hay của giải. Phan Như Tuấn chào cháu. Trận đấu thứ ba. Duy Vĩ chào em. Và vận động viên Diệp Lê Quốc là một bác sĩ. Hiện anh đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Là một cây vợt hàng đầu của tỉnh Đắk Lắk. Cường Danh Trần có em Thành cũng đi vào bán kết, Thành gặp Tùng. Hay quá. Hay quá. Đang bán kết Trần Anh Điệp ơi. Vâng, cảm ơn em Cường Danh Trần. Vâng, em Cường Danh Trần, tí chị quay. Vâng, em chờ xong cái trận này nhá. Trận này 3-0, không biết Lý có thắng Diệp được 3-0 hay không. Lên 73 rồi. Xuân Lý là một vận động viên tài năng của tỉnh Đắk Lắk. Anh vừa là huấn luyện viên tại câu lạc bộ Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk. 83 rồi. Cảm ơn em Cường Danh Trần, không có gì vất vả, đó là một cái sự đam mê của mình mà. Đam mê và rất đam mê. Hay quá. Hay quá Xuân Lý ơi. Xin cảm ơn và chào tất cả mọi người đang theo dõi và cổ vũ cho các vận động viên của chúng tôi chiều hôm nay.
Cường à, hay quá em ơi, trận đấu hay lắm. Lên điểm 10 rồi, Xuân Lý lên điểm 10 rồi, Diệp mới được 4 à. Liệu bác sĩ Diệp còn đủ sức lực để theo đuổi kịp Xuân Lý hay không? Xin chào em gái Phương Lê. Và bây giờ Xuân Lý cầm giao bóng. Vâng em Cường Danh Trần, hay lắm em ơi. Và bây giờ kết thúc trận đấu, Xuân Lý thắng Lê Quốc Hiệp với tỷ số 3-0. Một trận đấu tuyệt vời.